Từ xa xưa, mắt phượng, mày ngài đã được coi là tiêu chuẩn cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Chính vì thế, phái đẹp thường chú trọng trang điểm khuôn mặt để tôn lên vẻ đẹp của mình. Thẩm mỹ Hồng Kông 51 hàng gà đã mang đến một giải pháp hoàn hảo cho chị em khi vừa có thể sở hữu cặp lông mày cân đối, đường nét tinh tế hay viền mắt gợi cảm mà không ảnh hưởng tới quỹ thời gian eo hẹp của mình và luôn xuất hiện với vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Đó là phương pháp phun thêu, phiêu lông mày, mắt, môi, tạo dáng, tạo màu có độ bền cao được chị Phượng Hồng Kông, chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề cùng kỹ thuật phun thêu, phiêu tinh tế đã nhiều lần đoạt danh hiệu bàn tay vàng trong lĩnh vực phun thêu lông mày, mắt, môi trực tiếp thực hiện. Khách hàng đến với Hồng Kông, ngoài chị em nơi công sở, còn rất nhiều Việt kiều và các nghệ sĩ nổi tiếng tin tưởng chọn mặt gửi vàng. Thẩm mỹ Hồng Kông tự hào là điểm dừng chân làm đẹp của chị em phụ nữ và dành chọn sự tin tưởng của khách hàng bởi chất lượng dịch vụ và những ưu điểm vượt trội. Với các dịch vụ phun phiêu lông mày, Thẩm mỹ Hồng Kông cam kết mang đến cho khách hàng đôi lông mày đẹp tự nhiên với phương pháp phun thêu, tạo từng sợi lông mày xen kẽ lòng thật mỏng, mềm mại và mọc tự nhiên. Đặc biệt, chuyên gia Phượng Hồng Kông sẽ trực tiếp tư vấn để khách hàng lựa chọn những hình dáng phù hợp nhất với sở thích, độ tuổi và nghề nghiệp của mình. Với phương châm an toàn, hiệu quả, các dụng cụ phun thêu luôn được vô trùng tuyệt đối, sử dụng riêng bộ dụng cụ phun xăm cho khách hàng, màu mực chiết xuất tự nhiên, có nguồn gốc xuất xứ, đạt chất lượng tốt và đặc biệt không đau, không cần nghỉ dưỡng, thời gian thực hiện từ 15 đến 30 phút. Ngọc Diệp từ lâu đã được biết tới danh tiếng của chuyên gia thẩm mỹ bàn tay vàng Phượng Hồng Kông. Khi tìm đến Thẩm mỹ Hồng Kông, số 51 Hàng Gà Hà Nội, Ngọc Diệp đã được chuyên gia bàn tay vàng Phượng Hồng Kông trực tiếp thực hiện nghệ thuật phun phiêu lông mày. Ai cũng khen là nhờ lông mày đẹp mà được tạo dáng phù hợp nữa thì gương mặt của Ngọc Diệp đã nổi bật hơn và tự tin hơn được khi mà đứng trước ống kính. Và xin được cảm ơn chuyên gia thẩm mỹ bàn tay vàng Phượng Hồng Kông cũng như là Thẩm mỹ Hồng Kông tại địa chỉ số 51 Hàng Gà Hà Nội đã giúp cho Ngọc Diệp có được một đôi lông mày ưng ý. Phun phiêu thẩm mỹ tại Thẩm mỹ Hồng Kông an toàn, đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện, không mất thời gian nghỉ dưỡng là địa chỉ làm đẹp uy tín, tin cậy, đi đầu về công nghệ và tay nghề cho các dịch vụ làm đẹp. Liên hệ ngay Thẩm mỹ Hồng Kông, địa chỉ duy nhất 51 Hàng Gà Hà Nội, website thẩmmyhongkong.vn hoặc điện thoại 043 824 6852, hotline 0946 12 6968.